Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiec xe sedan ở cái phân khúc hạng C, đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Nó đã đi vào lòng người của Việt Nam mình từ rất lâu rồi, đi vào thị hiếu của Việt Nam mình từ rất lâu lắm rồi quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Corolla Altis. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe Toyota Altis sản xuất cuối năm 2010, đăng ký cuối năm 2010, form 2011 đấy quý vị bạn nhé, sản xuất năm 2010 nhưng form 2011 ạ. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 11 vạn km rồi. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 400 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Và sản xuất năm 2010 thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp được nữa. Cho nên quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Toyota Altis này thì chuẩn bị đủ tài chính vào rơi vào khoảng 400 triệu đồng thì quý vị và các bạn được sở hữu ngay một chiếc xe này đấy ạ. Đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Toyota Altis 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đây ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Altis này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Altis 2010 model 2011 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe Toyota Altis 2010 form mới, form 2011 này quý vị các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem chiếc xe này nó có xước sát hay không, có đẹp hay không, có bị đâm đụng hay là va chạm gì hay không. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe nhé. Chiếc xe này chúng tôi mua về cho nên là còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Ở trên thị trường thì cũng không còn nhiều chiếc xe cũ 2010 mà nó đẹp như thế này đâu. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và form 2011 quý vị và các bạn nhé. Không xước sát gì quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe rất là mới, rất là đẹp. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Nhìn về cái đằng trước thì quý vị và các bạn thấy đây ạ. Toàn bộ về cái phần ca lăng đằng trước này, cụm đèn này, từ cụm đèn pha, đèn hậu, đèn gầm, tất cả đều là ở form 2011 quý vị bạn nhé. Một chiếc xe ở form 2011, nếu như nhìn ở bên ngoài thì chiếc xe này chúng ta đoán là 2011 chứ không ai đoán là 2010 cả. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương quý vị bạn nhé, phiên bản 1.8 số tự động. Đấy, đây là cái đằng trước, phần đầu form mới, form 2011. Nhìn về cái cụm đèn sau cũng vậy quý vị bạn nhé. Nhìn từ cái phần đầu, phần đuôi này chúng ta biết được luôn nó là cái form 2011 rồi. Đấy. Sản xuất 2010 nhưng form 2011. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là cái cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu rất là mới, rất là sáng luôn. Đấy. Quý vị các bạn nhìn thấy nó mới, nó sáng không ạ? Rất là đẹp nhé. Phiên bản 1.8G số tự động đấy ạ. Corolla Altis. Đấy, cụm đèn rất là mới, rất là đẹp luôn này. Rất sáng. Và xe cũng đã được trang bị cảm biến lùi. Chưa có camera lùi quý vị bạn nhé. Cảm biến lùi thôi chứ chưa có camera lùi. Đây là cái cụm đèn hậu. Đây là cái cụm đèn pha. Quý vị các bạn thấy đấy, cụm đèn pha cũng rất là sáng. Rất là mới và sáng quý vị các bạn ạ. Cụm đèn rất là mới, rất là sáng nhé. Xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu là gương gập điện rồi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Nhìn về cái phần đầu, phần đuôi, phần thân cũng chưa có xước sát gì nhiều đâu quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Và đặc biệt là chiếc xe này, cái dàn lốp này là thay dàn lốp thứ hai rồi quý vị bạn nhé. Đấy, dàn lốp này mới thay xong quý vị bạn ạ. Dàn lốp này mới thay này, thay từ năm 2020, rất là đẹp. Thay chủ xe thay đôi một quý vị bạn ạ. Một đôi, đôi trước là Michelin. Đấy, đôi trước là Michelin này. Đôi sau
Đôi trước là Bấy Tôn. Đây là cái đôi này, đôi trước là Bấy Tôn quý vị bạn ạ. Đôi sau mới là Mr. Lang. Đấy. Thay chủ xe thay đôi một chứ không thay một lần hết, cho nên là nó khác biệt. Một đôi trước là Bấy Tôn, đôi sau là Mr. Lang. Đấy, rất là mới, rất đẹp. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, đôi lốp sau này Mr. Lang, đôi lốp trước là Bấy Tôn, vừa mới thay năm 2020 luôn quý vị bạn nhé. Rất là đẹp đây ạ. Đấy, Bấy Tôn. Về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Nội thất cũng như là những cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa trước bên lái ra để xem về cái phần keo chỉ nè. Keo chỉ nè. Chiếc xe rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy. Đây, những cái phần bên trong này, keo chỉ còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Đấy, tuy nó có xước sát một chút thôi, nhưng keo chỉ là còn nguyên bản đấy. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Chưa có mất một phần keo chỉ nào cả. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn ạ. Đấy, ốc bản lề nguyên bản này và tabi cửa rất là đẹp. Nội thất của chiếc Atis này rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Đây. Tabi được kết hợp với vân gỗ này. Đấy, vân gỗ vô lăng cũng vân gỗ, cần số cũng vân gỗ luôn. Tabi là vân gỗ và nội thất da cao cấp quý vị bạn ạ. Nội thất da này là cao cấp, có ghế lái chỉnh điện quý vị bạn nhé. Đấy, ghế lái được chỉnh điện rồi quý vị bạn ạ. Nội thất da cao cấp, ghế lái chỉnh điện và gương chiếu hậu gập điện đây quý vị bạn ạ. Đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu này. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, vô lăng này vân gỗ này. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy. À, cái những cái này là nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì nhá, đây là bẩn thôi ạ, đánh đi là nó hết. Đấy. Táp bi được kết hợp giữa da cao cấp cùng với phần nhựa và vân gỗ rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy. Nội thất da cao cấp còn nguyên bản theo xe quý vị bạn ạ. Đấy, nội thất đây quý vị bạn xem cái má ghế này nguyên bản này. Cái má ghế này là nguyên bản theo xe quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem chi tiết về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây là cái màn hình Android trung tâm mà chủ xe đã độ lên cho chiếc xe này rồi đấy ạ. Tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, đây là cái đồng hồ công tơ mét này. Đồng hồ công tơ mét này là chạy được 11 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Cái đồng hồ này thì chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua đồng hồ. Đấy, chúng tôi không tua cái đồng hồ này đâu ạ. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây ạ. Đấy, vô lăng kết hợp với da cao cấp và vân gỗ này. Cần số cũng được kết hợp với vân gỗ này. Đấy, cảm biến lùi nguyên bản của xe này rất là mới, rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Chiếc xe này được kết hợp giữa vân gỗ này, da này. Đấy, phần nhựa cao cấp cho nên là rất là đẹp. Và đây là cái màn hình mà chủ xe đã độ lên cho chiếc Atis 2010 này nhé. Đấy, giải trí thông tin đa phương tiện này. Đấy, có cả YouTube luôn. Cho nên là tạo cho cảm giác một chiếc xe này đời 2010 nhưng mà rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, tạo cho một chiếc xe này rất là đẹp luôn này. Tôi mở cho quý vị và các bạn xem này. Tôi cho nó nhỏ tiếng đi nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nội thất thì rất là sang trọng, đã được kết hợp với vân gỗ này và đã có màn hình Android, màn hình giải trí thông tin đa phương tiện rồi. Cho nên là nếu như bây giờ mà quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì nếu như quý vị và các bạn nào mà cần lắp thêm một cái camera nữa thì lắp thôi, còn có khi cũng không cần đâu vì nó đã có cảm biến lùi rồi. Và camera hành trình bên trên này thì chủ xe đã lắp camera hành trình rồi quý vị bạn nhé, không cần phải làm gì nữa, rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, từ những cái phần nhựa này, phần da này đều rất là đẹp quý vị và các bạn ạ.
biến lùi nguyên bản theo xe. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của xe quý vị và bạn nhé. Đây là cái phần cốp sau này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Và tôi cũng cam kết là cái ốc này còn nguyên bản quý vị bạn này. Ốc cốp sau này, keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý vị và bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, cái tấm chắn cốp này này cũng còn rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Đây là những cái phần mà chủ xe đi cũng rất là giữ gìn đấy, cho nên những cái phần nỉ này nó còn mới như này đấy. Phần nỉ rất là mới và chủ xe cũng đã lắp thêm một cái nhựa lót cốp để đồ đấy ạ. Đấy, cái nhựa lót cốp để đồ này cho nên nó chỉ xước ở cái phần nhựa này thôi nhé. Chứ còn cái phần nỉ bên dưới này mới tinh luôn quý vị bạn ạ. Đấy, cái phần nỉ ở bên dưới là mới tinh. Và đây là lốp sơ cua đây quý vị bạn ạ. Đấy, lốp sơ cua của xe đây ạ. Lớp sơ cua, dụng cụ, đồ nghề còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chưa có mất mát cái gì cả, còn nguyên hết ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đây quý vị các bạn này. Keo chỉ nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Và táp bi cũng rất là đẹp. Đấy, có bẩn một chút thôi chứ còn rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên đây ạ. Tôi quay tôi giới thiệu rất chi tiết để cho anh em nào mà hoặc anh em thợ nào mà có lấy cho người nhà thì yên tâm nhé. Chiếc xe rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, nội thất này, từ những cái phần trần này rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, trần này rất là sạch, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Ốc bản lề còn nguyên hết này. Nội thất thì rất là đẹp rồi. Ghế da cao cấp theo xe đây ạ. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn này. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam thôi ạ. Đấy. Và chiếc xe được sản xuất năm 2010 đây quý vị bạn nhé. 2010 và sản xuất cuối năm 2010 nên nó mới có cái form mới, form 2011 này đấy ạ. Đó. Và những cái phần trần đây quý vị các bạn thấy chưa, rất là sạch, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Phần trần rất sạch sẽ, rất là đẹp. Có cả camera hành trình chủ xe đã lắp thêm rồi quý vị các bạn nhé. Đấy. Cần số, vô lăng, các thứ đều được ốp vân gỗ bọc da, da cao cấp và ốp vân gỗ rồi, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy. Quý vị các bạn nhìn thấy những cái bộ ốp vân gỗ này nó sang trọng và nó đẹp giống như những chiếc Camry đấy quý vị các bạn ạ. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa đấy còn nguyên và còn rất là mới. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem qua về cái phần đầu đã nào. Đấy, từ những cái xương đầu này đến những cái ốc tai này. Ốc tai này, ốc cabo này, quý vị bạn này, ốc chân cabo đây nhá. Rồi đến keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhá. Keo chỉ này là chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đó. Keo chỉ nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhá. Ốc cabo cũng còn nguyên bản này. Đó, keo chỉ nguyên bản, ốc cabo nguyên bản. Ốc tai cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhá. Đó, đây là những cái ốc tai này. Còn nguyên bản hết này. Và động cơ, ốc chân máy này. Đó. Ốc chân máy thì
Quý vị và các bạn ạ, đây là cái ốc này là ốc chân máy này, đã được tháo ra rồi quý bạn nhé. Ốc chân máy tháo ra để thay cái cao su chân máy này. Chiếc xe được sản xuất từ năm 2010 cho nên là cái cao su chân máy này đã được thay rồi. À, chỉ tháo cái ốc chân máy ra để thay cao su chân máy thôi. Chứ còn về những cái phần trong mặt máy này thì là còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy. Còn rất đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cũng mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cái máy đâu. Máy móc này chúng tôi để nguyên đấy, không có dọn dẹp gì đâu. Và cái form 2011 này thì đã được động cơ đua VVTi rồi quý bạn nhé. Động cơ mới, động cơ đua đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Altis 2010 form 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Altis 2011 này ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 400 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi bán với giá chẵn 400 triệu đồng chiếc xe này từ năm 2010 cho nên chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.